Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mepel. Lâu rồi không chơi sinh tồn trong Minua bạn ơi. À, từ tắt lại tiếng game bạn ơi, tiếng game thế hơi to bạn ạ. Rồi. Thì như bạn đã biết ở những cái video lần trước thì mình có chế tạo một cái xe này đấy. Đó, tạo một cái xe bạn ạ, xe đi lướt trên mặt nước các thứ luôn bạn ơi. Thì ngày hôm nay chúng ta có xe rồi thì ngày hôm nay chúng ta chế thuyền các bạn nhỉ. Mặc dù là cái xe của mình có thể đi trên mặt nước bằng cách là đội cái mũ bạn nhé. Đấy, đội cái mũ băng vương này thì hoàn toàn có thể đi trên mặt nước được các bạn ạ. Nhưng mà tuy nhiên tôi vẫn muốn chế tạo cái thuyền, xem thử xem mà lâu rồi không chế thuyền, bây giờ thuyền còn hoạt động như thế nào bạn ạ. Ok, để mà chế thuyền thì trước nên chúng ta cần phải chuẩn bị rất là nhiều cái nguyên liệu bạn ạ. Từ từ mình sẽ coi xem là bằng máy sáng tạo trước nhỉ, phải test trước bạn ạ, xem mà cần những cái gì bạn ơi. Tôi nhớ là cần cái lái thuyền này, cần cái chân vịt này, nó xong rồi động cơ thì không cần, nhưng vẫn phải cần máy móc đúng không, vẫn phải cần cái động cơ máy bạn ạ. Sao trời tối này, trời ơi, nhưng vẫn phải cần cái động cơ máy bạn ạ. Nhìn chung là cũng như vẫn phải cần này này đấy, vẫn phải cần cái này các bạn ạ. Nó nếu mình không nhầm là thế. ok rồi, tạm thời là thế đúng không. Bắn pháo hoa trời sáng các bạn ơi, pháo hoa đâu nhỉ, đây. Ok, cái này thì mình vẫn phải cần nhiên liệu thì mình có rồi đúng không, nhiên liệu chúng nó không nhầm là có rồi này. Ok ha, cái này là cần dầu luyện, không biết còn thừa dầu luyện không. Mana vân đỏ trắng kích tính năng chắc mình nghĩ mình thừa bạn ơi, bảo kín cái thứ chắc là thừa đấy. Rồi, nhiên liệu này mình sợ không đủ này, chắc phải đi lên mặt trăng đi kiếm thêm khối dầu à, để xem so nhà bạn ơi. Đó, cái khối dầu chắc phải kiếm thêm này. Ngoài ra chúng ta cần cái thùng nữa, mình không nhầm cần cái thùng gỗ, cả cái chân vịt, xong rồi cái lái bật cái lái tàu nữa. Ghế này biết là cần ghế không nhỉ. Không biết là lái thuyền này cần ghế không ta, cái này có rồi đúng không? Cái ghế mình cũng dễ chế bạn ạ. Ừ đúng, lái thuyền thì không, nhưng mình nhớ đâu cần ghế, mới đâu cần ghế đâu. Mình nhớ không dùng ghế các bạn nhá, nó dùng cái lái thuyền cơ. Nhưng sao đây không có nữa? À đây, đây, cần cái này bạn ạ, cái bánh lái thuyền này này, nó đồng vàng với cả là vật liệu gỗ bạn ơi, cái này cũng đơn giản thôi. Cái chân vịt này thì cần đồng vàng bằng kín các bạn ạ, chắc mình nghĩ mình lắp hai cái chân vịt này hay một cái nhỉ, để nghiên cứu xem. Thùng nổi này cũng rất là dễ chế bạn nhá, chỉ cần dây thừng với cả vật liệu gỗ bên đây. Ok, ngày hôm nay đi chuẩn bị hết tất cả những cái nguyên liệu này các bạn nhá. Nó để xem mà còn dư thời gian thì xây thuyền sau, không để tập xong bạn ạ. Đó, tạm thời là như thế đúng không. Ok, bình coi là bình xăng đúng không, bình xăng mình còn dư nhiều không, cái này cũng có hai bình này, chưa khả năng cả phải đi kiếm thêm bình xăng bạn ơi, phải lấy thêm bình xăng anh em nhá, không đủ rồi. Ok, mình chế tạo một động cơ nhỉ, bạc kín này, đồng cái này chết rồi, sợ không đủ đồng bận ạ, không đủ đồng rồi, gỗ kia các thứ ở đây đúng không? Tình hình có vẻ là sẽ không đủ bạn ạ. Bởi một cái chân vịt này, chế trước bạn ơi, một cái bánh lái này, ok nhá. Trên vịt mình nghĩ là hai trên vịt đi, hết đồng luôn mà, trời ơi hết đồng các bạn ạ. Cái này cái bã nó vân đỏ trắng dầu luyên này, hết dầu luyên rồi sao á, khối dầu bạn ơi, thùng gỗ đúng không, ở đây không hiển thị thùng gỗ à, à đây cần dây thừng bạn ạ. Dây thừng được trước mình nhớ mình cất đâu nhỉ, mình nhớ là trước mình có dư rất là nhiều dây thừng các bạn ạ, mình cất đâu ở dương nào nhỉ, dương này à. Được trước tôi tưởng là tôi dư nhiều dây thừng lắm mà ta, hay bị chế thành cái gì rồi sao bạn ạ. Thế cần áo choàng bợ à, chắc đứng cái này mới cần áo choàng thôi. Cần áo chống lạnh bợ giật cả mình, sao con lại cần áo chống lạnh. Hết dây thừng à, trên này đâu có dương ở đâu đúng không. Ô, chế cái dây thừng khác bận ơi, chế thì cũng trông cũng dễ mà. Chế thì thường cần cái gì nhỉ? Lá cây với sợi thực vật à? Đâu, chỉ cần sợi thực vật thôi bạn ơi, đâu cần lá cây đâu. Cần sợi thực vật thôi bạn nhé. Rồi. Rồi bạn ơi, để xem nào. Chế cái thùng này đúng không? Ui, thiếu gỗ bạn ạ. Chắc mình nghĩ cần 6, mình cần 8 đi. 8 đi, mỗi bên 4 bạn ạ. Cần thêm gỗ không? Bây giờ chúng tóm lại chúng ta cần gỗ này. Từ từ. Lấy mấy cái bã não vân đỏ trắng đá điện các thứ để ra đã. Bi cai cần không nhỉ. Nghe
chém rồi đúng không? Thiếu dầu luyên à, chết dơ. Còn đúng một dầu luyên các bạn ạ. Ây à, cái thế hết dầu luyên các bạn ơi. Ok, phải đi chế thêm lấy thêm hai cái dầu luyên bận á. Hai dầu luyên bận này. Ngoài ra mình cần, ok, tạm thời cất tạm cái này vào đây bận nhá. Cần hai dầu luyên đúng không? Cả cần khối dầu bận. Ok, trước tiên chúng ta sẽ xuống Flamat lấy dầu luyên trước các bạn nhá. Sau đấy lên trên bậc trăng kiếm khối dầu sau. Bữa cầm sẵn cái bình oxy đi, lát nữa mình hay lên bậc trăng trước nhỉ. Ơ à, bình oxy đâu rồi? À đây đây. Ok bro, đi rồi, let's go. Chắc lên bậc trăng trước mình à. Mình nghĩ lên bậc trăng trước đi. Xuống Flambus sau bạn ạ. Hai khối dầu thì được, xong tí còn lấy gỗ đúng không? Sau này quay lại về Mirat lại lấy gỗ nữa các bạn ạ. Mệt mỏi phết. Tóm lại, ô, có ông thương nhân kìa. Bẩn kia ông thương nhân bẩn ạ, ô, ông mới không vào nhà. Ủa, thương nhân giờ này không tự vào nhà ấy, sao bẩn ạ, lại nè. Ông ở đường bên kia bạn ơi. Ok, đeo bình oxy vào bạn nhá. Xong rồi cứ thần thú chạy thật nhanh. Ủa, bẩn đây, đây, đây. Có luôn khối dầu bẩn ạ, đi đâu xa. Ngay dưới chân có khối dầu bạn ơi. Rồi, let's go. Đi hướng này bẩn. Đi hướng này bẩn cho đổi mới tí đi. Đấy bẩn ơi, khối dầu này. Tầm khoảng 20 khối nhỉ, 20 khối chế 10 cái bạn ạ. Lấy nhiều nhiều tí bẩn ơi. Đây. Ui, bên kia 3 khối dầu liên tiếp bạn ạ. Đỉnh chứ. Các bạn kêu là trên Horat vẫn có vàng đen bạn. Mình chịu bạn ạ, tôi chả thấy vàng đen đâu bạn ơi. Anh em kêu là vẫn có vàng đen bạn. Đào thêm ít mana vẫn ở trắng đi. Sợ thiếu bạn ạ. Đào thêm đi nhá. Tôi chả thấy vàng đen đâu. Anh em cứ kêu là trên này vẫn có. Anh mẹ bèo không biết thì thôi. Chứ tôi chịu bạn ạ. Tôi đi chắc cả mấy chục nghìn block trên này. Tôi chả thấy cái vàng đen nào bên hay ở dưới nhỉ. Hoặc có thể nó ở dưới bên ạ, nó không ở trên mặt đất ngày xưa nữa. Có thể như thế chăng? Đây này. Đây này. Đây này, ok. Lấy thêm mấy cái mana vân đỏ trắng nhá. Tôi thấy hình như ở nhà cũng không còn nhiều lắm bạn ạ. Ok, 17, 19, thêm một khối nữa bạn ơi. Để, đùa, té rồi. Rồi, ok, bạn ơi, mình có thể dùng cái này bạn nhá. Đó, về hô. Ơ, à, cái này nó chỉ bay được ở trong những cái gì nhỉ? Đây này, ví dụ như là đây này, ví dụ, bây giờ xuống thẳng Flapat luôn bạn ơi. Xuống thẳng Flapat luôn, nó chỉ bay được những cái trong... trong cùng một ấy ôi, một vị trí thôi, ví dụ bay trong Horat, bay trên Flamat, bay trong mặt Mirage các bạn ạ. Mình tưởng bay được từ Horat về, thế thì cũng không ngon lắm rồi. Vậy thì vẫn phải xài quỷ chuyến bạn ạ. Ôi giời, tưởng như nào chứ. Xem ra cũng chưa ngon lắm bạn nhá. Cũng bình thường thôi. Ô, ô sao không nhảy được hai lần bạn ạ? Tí thì toan kìa, giật mình. Ơ, đâu rồi? À đây 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 đây. Đi tìm con dung nham khổng lồ phát bận ạ. Nó chả thấy con dung nham khổng lồ đâu vậy. Oh wow. Đổ xong luôn. Lúc mình cần tìm không thấy con dung nham khổng lồ nào à. Lại nhỉ. Wow. Wow. Thực sự là không có một con nào bận ạ. Là sao có quá hư không đấy. Đang buổi ban ngày mà. Ủa. Đang ban ngày mà vẫn có hư không. Không biết các thứ à. Ơ. Thực sự là không có một con dung nham khổng lồ nào bạn ạ. Ôi, đi sang bên kia em nào. Bên này trông có vẻ ít ít bạn ạ. Đi sang bên kia xem. Lại nhỉ. Không thấy con dung nham khổng lồ nào luôn bạn ơi. Thấy nó hơi là lạ bạn ạ. À, tăng độ khó lên đi. Ừ, tự nhiên tôi giảm độ khó lúc nào không biết bạn ạ. Ừ, tăng độ khó lên cho nhiều quái cái thứ đi. Ừ, sao tự nhiên lại giảm độ khó này. Hình như đợt trước mình đánh bốt núi lửa nó bị tự giảm hay sao á. Tôi không để ý bấm nhầm sao bạn ạ. Rồi xong luôn rồi, các bạn nhìn này thấy không.
áo không có nổi một con zoom nha khổng lồ luôn mà. Này mà sao kiếm cho xin hai cái rồi lui bận hai cái thôi, đúng hai cái không cần nhiều bận ạ. Mà xung quanh không có nổi một con luôn. Ôi trời ơi, à đây rồi, cuối cùng cũng thấy một con mà tiếp bên này chứ. Bay đây rồi, mày này, mày này. Wow, không rơi ra dầu lui luôn. Wow, thực sự là wow bận nhá. Wow luôn nha. Wow. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mày, ê à, mày này. Ôi, ôi. Đây, có dầu lui bận đây. Ôi, cái đùa, thôi té luôn bận đây. Mày này, thôi té bận đó, té luôn á. Ôi, không chết à? Cùi vậy, đánh thường luôn nhanh. Chức năng đặc biệt yếu điên. Cái này là Titan bận á, không phải vàng đen đâu. Vàng đen nó khác bạn ạ. Lâu không nhìn thấy vàng đen. Ừ, chính là vàng đen cũng phải biếm được thôi. Té bận á. Cái này chỉ bay về, đấy, chỉ bay theo hành tinh nào bay về hành tinh đấy bận nhá. Không bay về Mirage được bận ạ. Thế bị cày chứ. Rồi, bởi đi kiếm thêm tí gỗ nữa đúng không? Rồi là gỗ. Chết giờ. Không, cái này với tí vẫn chuyển thành ấy được mà. Không sao hết các bạn ạ. Cái này tí gia công lại thành gỗ vẫn được bạn ơi. Đó, không có vấn đề gì cả. Ok ok ok. Cái này không vấn đề gì hết các bạn nhá. Đây 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 đây. Lấy thêm gỗ bạn ơi. Ok, rồi té té bạn ơi, té đi. Rồi. Thừa một cục quá chứ. Ok bạn ạ, đó, ngày hôm nay là đi chế tạo loanh quanh thế đã. Không, ngày để ngày tập sau tôi sẽ nghiên cứu xem tôi sẽ thiết kế cái tàu, cái thuyền như thế nào bạn ạ. Đó. Tập này tạm thời cứ như thế bạn ơi. Rồi bề về chế đúng không? Hello. Ờ. Ơ. Ơ. Con hươu hư không nó tự biến thành con hươu thường bạn ơi. Ủa? Sau mấy trăm ngày nó không biến thì bây giờ tự nhiên nó lại biến về con hươu thường à? Wow. Thực sự là wow các bạn nhá. Wow. Sau gần 100 tập bạn ạ, gần 100 tập trước này ít gì đâu thì cuối cùng con hươu nó cũng biến về lại con hươu thường à. Trời ơi, ơi kỳ lạ thật bạn ạ, cuối cùng thì nó cũng trở về với con hươu thường đúng không? Ảo thật đấy bạn ạ, tôi tưởng nó sẽ không biến thành hươu thường chứ. Và ra vẫn có biến à. Hóa ra là có biến à. Rồi cái bớt đồ lên, cái bớt đồ lại cho nó chật trội nhá. Bình oxy này. Sơn thầy cúm này. Khối hô rát này. Thiếu bớt gì không nào? Gỗ bên đây. Ok đấy. Nên cầm theo một cái cờ lê đúng không? Cần một cái cờ lê bạn ạ. Ok rồi nhở. Một cái động cơ này. 8 cái này này. Đủ rồi đúng không? Để xem hồ thiếu gì không phải là động cơ bên đây. Chân vịt này. Động cơ, chân vịt, thùng gỗ này. Cờ lê này. Thiếu gì không nhỉ? Chân vịt, thùng gỗ, động cơ. Chỉ cần còn lại là xăng này. Ở chết xăng, chưa chế xăng nữa. Xăng là cần than đúng không? Cần thêm cái băng cháy được bận ạ. Uầy, đừng bảo là hết à, không hết sẽ quá rồi được. Mai hết. Hết làm sao được bận ơi. Đây, nhiên liệu này. Đó, nhiên liệu này. Ok bận ạ, với các bạn là đủ đấy chứ nhỉ? Hả? Đủ đấy bận ạ, bây giờ cất bớt vào cái linh tinh nhé. Để xem còn ghế, bận hình như đâu dùng ghế đâu đúng không? Chắc mình sẽ chế thêm hai cái ghế ngồi sau các bạn nhỉ? Nào. Ôi bởi cần da mềm với Mika à? Chắc mình chế thêm hai ghế ngồi ở phía sau bận ơi nhở. Còn người lái mình nhớ đâu cần dùng ghế đâu. Da mềm Mika này. Ok bạn ơi, chế thêm hai ghế sau nhá. Còn lại mình cất bớt cái đồ đi. Thiếu gì ấy? Thiếu bạc kín chết. Lỡ cất bạc kín là nhầm.
Làm hai cái ghế sau nữa là xong ạ. Đó, về cơ bản là như thế này các bạn ạ. Đó, đầy đủ nguyên liệu các thứ rồi bạn ạ. Ok, rồi bây giờ cắt bớt đồ, dọn dẹp đồ cho nó đỡ chật chội. Bạn nhìn nó hơi chật chội đấy, mica này, dây thường cất vào đây đúng không? Ok, ok, bên đây bạc kín cất luôn bên đây. Đó, về cơ bản là nó sẽ như này, nhìn thấy không? Đó, về cơ bản là như thế này bạn nhá, đầy đủ mọi thứ bạn ạ, nó không thiếu thốn gì cả. Ok bạn ơi, thôi thì video ngày hôm nay xin phép được kết thúc thôi. Các bạn có cái đó gì muốn mình làm dù mình nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhá. Tập sau thì mình sẽ đi kiếm thử xem là liệu rằng là chế tạo cái thuyền bây giờ sẽ như thế nào bạn nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.